cấm cúng giao thừa bằng gà lễ nếu chưa biết điều này, kẻo vận đen đeo bám cả năm, tiền bạc đội nón ra đi. Mến chào quý vị khán thính giả đang nghe và xem kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về phong thủy, tâm linh và Phật Pháp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, tôi xin gửi lời chúc đến quý vị và các bạn an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc. Kính thưa quý vị, trong không khí nô nức đón xuân về thì nhà ai cũng phải chăm lo bày biện đầy đủ các đồ lễ vật trong mâm cúng giao thừa. Trong đó, món gà luộc là một món ăn không thể thiếu trong mâm lễ cúng giao thừa và gia tiên. Tuy nhiên, quan trọng là thế, nhưng việc đặt gà cúng như thế nào để có thể mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ thì không phải ai cũng biết. Theo các chuyên gia phong thủy tâm linh chia sẻ, vào đêm giao thừa, gia chủ tuyệt đối không làm gà cúng nếu chưa biết những điều này, kẻo xui xẻo cả năm, vận hạn đeo bám, tiền bạc đội nón ra đi. Trong video hôm nay, Vạn Điều Hay xin chia sẻ đến quý vị những lưu ý quan trọng khi đặt gà lễ để cúng giao thừa theo chuẩn văn hóa truyền thống nhằm thu hút tài lộc, may mắn cho gia chủ. Quý vị hãy cùng xem video ngay sau đây. Thứ nhất, tại sao phải cúng giao thừa bằng gà trống? Việc cúng giao thừa bằng gà trống thì nhà ai cũng làm, nhưng ý nghĩa thực sự của việc này thì ít người biết tới. Sở dĩ có việc này là do nguồn gốc của một câu chuyện cổ tích từ xa xưa do ông bà kể lại. Ngày xưa, khi Ngọc Hoàng Đại Đế tạo ra thế gian này, Ngài đã tạo ra 10 mặt trời để làm khô cạn nước, làm lộ mặt đất. Tuy nhiên, khi mặt đất đã được hình thành, con người và vạn vật từ đó cũng xuất hiện, Ngọc Hoàng lại vô tình quên không cất bớt mặt trời đi. Vì vậy, dưới cái nắng chói chang ấy, con người và các loài vật vất vả khổ sở chịu đựng sự nóng bỏng của thời tiết. Sau đó xuất hiện một chàng dũng sĩ dùng cung tên bắn tan 9 mặt trời, chỉ còn lại duy nhất một mặt trời. Mặt trời ấy sợ hãi quá mà bỏ trốn tít lên cao và không bao giờ trở lại nữa, khiến cho bầu trời và mặt đất trở nên tối tăm, lạnh lẽo, cây cối không thể sinh sôi nảy nở, con người trở nên ốm đau bệnh tật vì thiếu ánh sáng. Con người và vạn vật đi tìm kiếm mặt trời trong vô vọng. Bỗng một hôm, có một chú gà trống cất lên tiếng gáy vang trời, khiến mặt trời kia tò mò mà ngó ra xem. Vậy là từ đó, mặt trời đã quay trở lại chiếu sáng cho nhân gian mỗi ngày. Từ đó về sau, người ta truyền tai nhau về việc cúng gà trống đêm giao thừa, thể hiện ước nguyện mặt trời sớm trở lại để chiếu sáng muôn nơi, tạo ra mưa thuận gió hòa cho con người. Do đó mà việc cúng gà trống gắn liền với văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của người Việt. Một số vùng nhất thiết phải dùng gà trống hoa mới gáy le te, biểu tượng cho sự tinh khiết, trong sáng để cúng trong lễ trừ tịch nhằm mục đích xua đuổi ma quỷ. Con gà trống được chọn cần phải có dáng vẻ tinh anh, hùng dũng, đặc biệt phần cựa phải đẹp, bởi sau khi cúng, người dân thường dùng cặp chân gà để xem bói đầu năm. Người xưa cho rằng, thông qua hình dáng chân gà trống đêm giao thừa, gia chủ có thể đoán trước được cuộc sống, sự nghiệp trong năm mới có thuận lợi, may mắn hay không. Cúng giao thừa là một nghi thức quan trọng nhất trong Tết Nguyên Đán của người Việt Nam. Thông thường, có hai mâm cúng đặt trong nhà và ngoài trời. Lễ cúng trong nhà là lễ dành cho gia tiên nhằm cầu mong tổ tiên phù hộ độ trì cho cả gia đình gặp nhiều may mắn, tốt lành trong năm mới. Mâm cúng ngoài trời để chào đón các vị phán quan, hành khiển, bàn giao công việc năm cũ và chào đón năm mới. Theo tục lệ từ xa xưa, thời khắc giao thừa,
các quan hành khiển vội đi thị sát hạ giới, không kịp vào trong nhà, nên bàn cúng đặt ở ngoài cửa chính mỗi nhà. Mâm cúng ngoài trời gồm có gà trống ngậm hoa hồng, bánh chưng, trầu cau, trái cây, rượu và vàng mã. Thứ hai, gà cúng quay đầu về hướng nào khi cúng giao thừa ngoài sân. Đặt gà cúng trên bàn thờ hướng quay ra ngoài hay quay vào trong, quay hướng nào khi cúng giao thừa là câu hỏi của không ít các gia chủ. Theo các chuyên gia phong thủy tâm linh khuyên rằng, đối với bàn thờ ngoài sân, bạn nên lưu ý đặt gà cúng giao thừa cần đặt đầu hướng về phía ra đường là chuẩn nhất. Điều này mới thể hiện hết được ý nghĩa của việc đón quan hành khiển cai quản trong năm mới. Đặt gà hướng ra ngoài đường còn mang ý nghĩa hướng ra phía mặt trời chiếu xuống để đồ vật trong nhà luôn được mới mẻ, giàu sức sống. Còn đối với bàn thờ gia tiên, bạn nên đặt gà cúng trên bàn thờ, đặt đầu gà quay về phía bát hương. Việc đặt đầu gà ra ngoài tuy là có thẩm mỹ cao hơn, nhưng không hàm chứa hết được ý nghĩa về mặt tâm linh, đặc biệt là đối với bàn thờ gia tiên. Vì điều này đồng nghĩa với việc gà không chầu gia tiên nên không thể hiện được tấm lòng biết ơn và thành kính của con cháu đối với bề trên. Vì vậy, gà cúng gia tiên cần được đặt ở tư thế duỗi cánh, há miệng ngậm hoa hồng. Quan trọng nhất là người cúng phải là người có tâm, thể hiện hết được sự thành tâm và trang nghiêm của bản thân dành cho thần linh và gia tiên. Thứ ba, cách bày biện gà đúng cách khi chuẩn bị và bày biện cố cúng đêm giao thừa để tiễn đưa năm cũ và chào đón năm mới đến, thì việc chọn gà như thế nào, làm gà ra sao khi cúng giao thừa là một việc hết sức quan trọng mà gia chủ cần phải lưu tâm. Gà để cúng lễ giao thừa phải là gà nguyên con và là gà trống để thể hiện đúng văn hóa truyền thống cũng như sự thành kính với tổ tiên. Chọn những con gà trống tơ khỏe mạnh, phải chọn những con chưa đạp mái, sở hữu màu lớn màu cờ, màu lông đỏ hoặc vàng đỏ, mình gà đầy đặn, chân và mỏ có màu vàng. Nên chọn những con gà có kích thước tầm 1,2 kg đến 1,4 kg. Tốt nhất là nên chọn những con gà chạy bộ, thả vườn có lông mượt, nhanh nhẹn, da căng vàng, ức đầy thịt. Trước khi làm thịt gà, bạn nên thả gà vào chuồng để gà đi lại trong khoảng 2 đến 3 tiếng cho máu ở chân không bị tụ lại. Khi luộc gà, bạn cần cho gà vào một nồi nước sâu lòng rồi cho nước vào. Luộc gà ngập nước với lửa to vừa phải, không để lửa quá to, kẻo thịt gà sẽ bị chín ép, dễ bị nứt vỡ khi vớt lên. Tiếp theo, bạn thêm vào nồi một ít muối cùng với vài lát gừng đập dập để giúp thịt gà không bị hôi. Sau đó, bạn đậy nắp nồi lại và tiến hành đun nhỏ lửa trong khoảng 30 phút. Luộc gà trong khoảng 30 phút thì quý vị sẽ thấy gà nổi lên có lớp váng mỡ màu vàng, tức là gà đã chín. Sau khi vớt gà đã chín thì vớt ra và nhúng ngay vào nước sôi để nguội thì gà sẽ giữ được màu vàng tự nhiên và giúp cho thịt gà được thơm ngon hơn. Cách buộc gà cúng đêm giao thừa như thế nào để bày lên mâm cúng ngày Tết thêm trang trọng có thể khiến nhiều chị em bối rối, nhất là với những người mới lần đầu vào bếp. Hãy cùng Vạn Điều Hay tìm hiểu những cách buộc gà cúng đơn giản mà lại thu hút tài lộc, may mắn quý vị nhé. Thứ nhất, tạo dáng gà chầu. Đây là cách buộc gà đêm giao thừa phổ biến nhất trong tục lệ cúng giao thừa của người Việt Nam. Dáng gà này sẽ giúp mâm cỗ cúng thêm phần trang trọng và ý nghĩa thiêng liêng nhất. Cách buộc gà này, quý vị chỉ cần nhét cánh gà khéo léo sao cho hai phần đầu cánh gà thò ra ngoài đối xứng với nhau để trông đẹp mắt nhất. Thứ hai, cách buộc gà cúng giao thừa hình gà bay. Tạo hình gà bay với ý nghĩa năm mới sẽ thuận lợi hanh thông, công việc sự nghiệp phát triển rực rỡ. Bạn chỉ cần nâng cánh gà vắt lên lưng, dùng dây buộc cố định phần khớp xương cánh gà. Sau đó,
nâng phần đầu gà lên sao cho trông đẹp mắt là xong. Lưu ý, cách buộc gà cúng giao thừa muốn đẹp mắt thì không nên buộc các mối quá chặt, vì như vậy có thể làm gãy cánh hoặc rách da gà, khiến mâm cỗ cúng mất đi ý nghĩa. Cuối cùng, sau khi đã tạo được dáng gà như ý, quý vị cần trang trí mâm cỗ cúng gà luộc sao cho đẹp mắt và ý nghĩa nhất. Bạn hãy bày biện gà ngay ngắn trên đĩa, tỉa hoa ớt hoặc hành lá trang trí trên đĩa gà. Ở một số địa phương, người ta còn đặt một cành hoa hồng ngang miệng gà với ý nghĩa thể hiện sự cầu mong may mắn, sung túc trong năm mới. Một đĩa gà cúng được trang trí bắt mắt, trang trọng, đặc biệt trong dịp lễ giao thừa, góp phần thể hiện được sự khéo léo, tinh tế của người nội trợ trong gia đình. Chỉ cần kiên nhẫn, cùng một chút khéo léo, bạn sẽ thành công với cách buộc gà cúng giao thừa. Hình ảnh chú gà trống được bày biện khéo léo trên mâm cỗ cúng sẽ góp phần cho đêm giao thừa thêm ấm áp, hạnh phúc. Theo quan niệm dân gian, cách luộc gà cúng ngày Tết với tạo hình đẹp mắt sẽ mang lại nhiều điều may mắn cho cả gia đình. Sau khi chuẩn bị lễ cúng giao thừa xong, quý vị cần chú ý bài văn khấn chuẩn phong thủy tâm linh sau đây để các vị thần linh và gia tiên tiền tổ có thể chứng giám lòng thành và lắng nghe được những lời cầu nguyện của quý vị, từ đó mà ban phát tài lộc, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần, ngài Cựu Niên Sở Vương Hành Khiển, Biểu Tào Phán Quan, Tân Niên Ngô Vương Hành Khiển, Hứa Tào Phán Quan, Bản Xứ Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần, Ngũ Phương Long Mạch Điền Chủ Tiếp Dẫn Tài Thần. Nay là phút giao thừa giữa năm Quý Mão và năm Giáp Thìn. Chúng con là tuổi, ngụ tại. Phút linh thiêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái Tuế Tôn Thần, trên vâng lệnh Thượng Đế, giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều đế khuyết, lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến tôn thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh. Chúng con kính mời ngài Cựu Niên Đương Cai, ngài Tân Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị Đại Vương, ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần, các ngài Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Mạch Tài Thần, Bản Gia Táo Quân và chư vị thần linh cai quản trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho chúng con minh niên khang thái, chú dạ cát tường, độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông, người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc, âm phù dương trợ, sở nguyện tòng tâm, bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng, dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Nam mô Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Khi thắp hương, chúng ta cũng cần lưu ý thắp hương số lẻ, vì số lẻ tượng trưng cho phần âm. Do đó, quý vị có thể lựa chọn 1, 3, 5 hoặc 7 nén hương trên mỗi lần thắp hương. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy tâm linh khuyên rằng nên thắp 1 hoặc 3 nén hương để khói hương không gây độc hại và phòng tránh được hỏa hoạn. Ý nghĩa của việc thắp 1 nén hương ngụ ý bình an, 3 nén hương là bảo vệ người thân trong gia đình và giải trừ tai ương. Khi thắp hương,
quý vị cũng cần phải thành tâm khấn vái, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng với thần linh và gia tiên. Mọi lễ vật dâng cúng đều phải trong sạch, tuyệt đối không dùng đồ giả, hoa quả giả, không cúng những vật phẩm tanh hôi ô uế. Trên đây, Vạn Điều Hay đã gửi đến quý vị những lưu ý khi cúng gà lễ đêm giao thừa. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.